Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Quốc hội khóa 15 họp kỳ họp bất thường lần thứ 7 xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Ngày mai đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại huyện Bát Sát. Kỳ thủ Phạm Như Ý của Lào Cai đứng thứ 5 tại giải vô địch cờ vua trẻ thế giới. Hôm nay, hơn 8.000 học sinh lớp 12 của Lào Cai bắt đầu đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong phần tin trong nước, Điện Biên đổi thay sau chiến thắng lẫy lừng 70 năm trước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 5, kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Cũng tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Theo kế hoạch, sáng mai ngày 3 tháng 5 tại huyện Bát Sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại cuộc tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của đoàn sau kỳ họp thứ 6, thông tin dự kiến về chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thực hiện các nội dung tiếp xúc, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri tại huyện Bát Sát và một số hoạt động khác. Năm 2023, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri tại 6 địa điểm thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với trên 1.100 lượt cử tri tham dự. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được phản ánh trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của nhà nước. Việc xem xét, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri được tiến hành kịp thời, đúng quy định, nhất là những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, được cử tri và nhân dân quan tâm. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp 91 ý kiến kiến nghị, trong đó có 48 kiến nghị gửi các bộ ngành trung ương, 29 kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, 14 kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Các kiến nghị với trung ương đều được quan tâm chỉ đạo giải quyết, trong đó bố trí nguồn lực đầu tư cho địa phương với tổng kinh phí gần 280 tỷ đồng. Sáng nay ngày 2 tháng 5 tại Trung đoàn 254 đã diễn ra ngày chính trị văn hóa tinh thần. Đến dự có Đại tá Phạm Hùng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại ngày chính trị văn hóa, tinh thần cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 254 đã bày tỏ những suy nghĩ của mình trong công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, chế độ chính sách đối với quân nhân, đồng thời được tuyên truyền phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ chiến sĩ tại ngày chính trị và văn hóa được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu, giải đáp thấu đáo. Ngày chính trị văn hóa tinh thần là diễn đàn đối thoại dân chủ giữa cán bộ lãnh đạo và chiến sĩ, góp phần củng cố khối đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đang tích cực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Trọng tâm là huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nâng cao mức sống cho nhân dân. Xã hội hóa xây 10 hố rác mini cho 10 gia đình hội viên tại thôn Nậm Rịa, duy trì vệ sinh môi trường làng bản vào chiều thứ 6 hàng tuần, hướng dẫn chị em thực hiện nếp sống ngăn nắp gọn gàng. Mô hình thôn bản không rác thải đang được Hội Phụ nữ xã Hợp Thành nhân rộng chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Từ khi có cái hố rác mini này thì phụ nữ trong thôn này cũng quét dọn sạch sẽ, xong rồi cũng cho vào hố rác mini để đốt. Bản làng cũng thấy sạch sẽ hơn, mình đi làm về cũng thấy đỡ mệt nhọc hơn. Sau khi được phụ nữ thành phố cũng như là phụ nữ xã hướng dẫn thì tuyên truyền, chị em hội viên phụ nữ cũng thường xuyên duy trì, thường xuyên thực hiện hàng ngày để nhà luôn luôn được sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh môi trường cũng luôn luôn đảm bảo. Nhân rộng mô hình nuôi dúi, nâng cao thu nhập cho hội viên cũng là hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh huyện Bát Sát chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Từ mô hình điểm tại xã Bản Qua, đến nay đã có thêm 10 hội viên tham gia mô hình, mang lại thu nhập từ 50 đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thức ăn trong chăn để nuôi cái con dúi này thì nó cũng không tốn nhiều về kinh tế, mà chủ yếu mình tận dụng những cái cây que địa phương thì rất là sẵn. Chu kỳ sinh sản nó chỉ có 4-5 ngày thôi, và 4-5 ngày nuôi con thì đương nhiên là nếu mà một con dúi thì có thể là một năm nó sẽ cho chúng ta được 4 nứa. Mỗi nứa thì nếu có bình quân từ 3-4 con thì chúng ta sẽ được hơn chục con dúi này. Lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đăng ký thực hiện gần 1.300 công trình, phần việc hướng về cơ sở. Trong đó các tổ chức chính trị, xã hội đăng ký gần 120 công trình, phần việc cấp huyện, xã. Trọng tâm là huy động nguồn lực, làm nhà ở cho hộ khó khăn, làm đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sinh kế hộ nghèo. Mỗi một cái công trình phần việc thì mang một cái dấu ấn, mang một cái ý nghĩa hết sức khác biệt, và nó thể để lại những cái sự đa dạng trong cái việc góp phần cái công sức của nhân dân, của các cái tổ chức chính trị xã hội, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong cái việc để thực hiện các cái công trình phần việc và để góp phần thực hiện các cái an sinh xã hội ở các địa phương. Thì đùa bằng những phần việc cụ thể, ý nghĩa, các tổ chức thành viên đang góp sức cùng hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Theo Sở Công Thương, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn trong tháng 4 đạt 229 triệu đô la, tăng hơn 60% so với tháng trước. Như vậy, lũy kế trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai ước đạt 780 triệu đô la Mỹ, tăng 32,12% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 347,6 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 191 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chính vẫn là gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài, sắn. Hàng nhập khẩu gồm hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón, máy móc thiết bị, bánh kẹo, năng lượng điện. Trung bình lượng phương tiện thông quan tại các cửa khẩu khoảng hơn 370 xe một ngày. Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, kỳ thủ Phạm Như Ý của Lào Cai vừa tham gia giải vô địch cờ vua trẻ U8, U10, U12 nhanh và chớp thế giới năm 2024 và xuất sắc đứng ở vị trí thứ 5. Tham dự giải, đoàn Việt Nam có 15 vận động viên. Phạm Như Ý là đại diện duy nhất của Lào Cai tham dự giải lần này. Như Ý dự thi lứa tuổi U10, nội dung cờ nhanh 15 phút cộng 5 giây. Ở nội dung này, kỳ thủ người Lào Cai đấu 11 vòng và xếp hạng 5 cờ nhanh nữ U10 nhận bằng khen của ban tổ chức. Vị trí thứ 5 ở giải cờ vua thế giới là thành công lớn của Phạm Như Ý. Qua giải đấu, Như Ý có thêm nhiều kinh nghiệm quý, đưa em lên đỉnh cao của đấu trường thế giới. Đây cũng là thành tích lớn đưa cờ vua Lào Cai vươn tầm thế giới. Bắt đầu từ hôm nay đến 17 giờ ngày 10 tháng 5, cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 chính thức mở, phục vụ thí sinh đăng ký dự thi theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Lào Cai, hơn 8.000 học sinh lớp 12 cũng đã bắt tay vào đăng ký. Mục tiêu là hoàn thành trước so với thời hạn quy định. Sáng nay, Thu Linh cùng các bạn sử dụng điện thoại thực hiện đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Mặc dù là ngày đầu tiên, nhưng do được hướng dẫn trước nên các bước đều rất thuận lợi, không bị nghẽn mạng và đăng ký thành công. Trong quá trình đăng ký hôm nay thì em không gặp khó khăn gì hết, tại vì là trường em hôm trước cũng vừa tổ chức một buổi tập huấn và được các thầy cô hướng dẫn rất là tận tình rồi ạ. Nên là cùng với lại đó là em cũng đã tìm hiểu sơ qua về cái cách thức đăng ký
và cùng với các bạn, nói chung là bọn em đăng ký cùng nhau ấy ạ. Nên là có gì khó khăn thì bọn em hỏi nhau, nên là không có gì khó khăn nữa. Ngay trong sáng nay, tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh, việc chính thức đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được triển khai tới tất cả các em học sinh lớp 12. Theo đó, nhiều học sinh tiến hành đăng ký ngay vì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Để chuẩn bị tốt cho buổi đăng ký ngày hôm nay, ngoài chuẩn bị tốt những thông tin cá nhân, em được thầy cô cung cấp danh mục các xã phường, quận huyện, danh mục các trường học trong và ngoài tỉnh, khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, các minh chứng ưu tiên nếu có. Trong quá trình điền thông tin và gửi đi, em đã rà soát lại cẩn thận những thông tin cá nhân của mình để tránh gặp những trường hợp sai sót ngoài không như mong đợi ạ. Cầu đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ mở 9 ngày. Trong khoảng thời gian này, các nhà trường đều lên kế hoạch đồng hành với học sinh, đảm bảo 100% các em đăng ký đúng yêu cầu, đúng thời gian quy định. Trung tâm sẽ tiến hành đăng ký theo một cái lịch cụ thể của trung tâm, theo từng nhóm học sinh. Và trong quá trình đăng ký thì sẽ thường xuyên giao cho bên chủ nhiệm đôn đốc những học sinh nào đã đăng ký, học sinh nào chưa đăng ký để thông báo với phụ huynh để phụ huynh nắm được, để đảm bảo cho 100% đăng ký đúng thời gian quy định. Sau khi đăng ký thành công, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5, tất cả thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp, đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra thông tin đã đăng ký, phản hồi sai sót và đề xuất duyệt minh chứng, đối tượng ưu tiên nếu có với đơn vị đăng ký dự thi. Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn hoạt động, kịp thời hỗ trợ các trường trung học phổ thông trong suốt thời gian thí sinh đăng ký dự thi. Thưa quý vị, với 20 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%. Thời gian qua, cộng đồng các dân tộc huyện Bảo Thắng luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, đồng thời đóng góp tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Là người có uy tín, ông Bán Văn Sang luôn phát huy vai trò của mình trong những công việc chung. Gia đình ông tự nguyện hiến 1.800 m² đất, 1.500 cây quế 4 năm tuổi để mở đường. Từ sự gương mẫu của những người như ông Sang, 162 hộ dân ở thôn Khe Mụ đã đóng góp ngày công, hiến đất, cây cối, hoa màu, tổng trị giá gần 800 triệu đồng để mở rộng tuyến đường dài 2,1 km từ Khe Mụ đi Làng Trưng, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nếu mà gia đình nào mà có đất thì hiến đất, chỗ nào mà không có đất thì coi là cùng nhau góp sức, góp tiền, góp của cùng nhau xây dựng đường. Cũng là người có uy tín, ông Đặng Hồng Khánh đã tích cực truyền dạy văn hóa dân tộc, chữ nôm giao. Từ lớp học đầu tiên mở vào năm 2019, đến nay đã có 23 người trong thôn và thôn lân cận được ông Khánh truyền dạy. Bên cạnh đó, ông còn sao chép, biên soạn sách mới, dịch ra tiếng phổ thông để tặng cho học trò. Tôi chỉ biết đâu tôi dạy đấy, tôi còn bỏ tiền ra mua sách để in cho họ để về còn theo dõi lấy chữ để phục vụ bản thân là chính, hai nữa phục vụ xã hội. Ai học xong thì cũng thấy mình được cái chữ rồi cũng thấy rất vui vẻ và phấn khởi. Tại huyện Bảo Thắng, những năm qua, từ các chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bà con ngày càng nâng cao. 100% hộ nghèo, cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 99% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. 99% hộ đồng bào được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Lồng ghép các cái nguồn lực để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng nhờ các cái chương trình này thì tình hình kinh tế xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bảo Thắng thì cũng đã có thay đổi rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người của năm 2023 đã lên đến 72,8 triệu đồng trên người trên năm. Thứ hai là tỷ lệ hộ nghèo thì của chung của toàn huyện thì còn 4,7%. Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó, đồng bào các dân tộc huyện Bảo Thắng đang chung sức cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng Bảo Thắng trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện, thị xã của tỉnh. Điện Biên, mảnh đất của khói lửa bom đạn đang từng ngày thay da đổi thịt.
70 năm sau ngày chiến thắng, Điện Biên giờ đây hiện lên như một bức tranh đa sắc màu của sự sống, của niềm tin và khát vọng vươn lên. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân đội ta nổ phát súng đầu tiên vào đề kháng Him Lam, mở màn 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ. Ta lần lượt tiêu diệt cứ điểm, phá vỡ cửa ngõ phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. 70 năm trôi qua kể từ ngày chiến thắng, từ bãi chiến trường đổ nát do chiến tranh, Điện Biên Phủ đang ngày một đổi thay và phát triển. Trở lại Điện Biên Phủ sau 70 năm ấy, thì bây giờ phải nói là Điện Biên Phủ có rất nhiều cái khác trước đây. Trước đây chỉ có đồi núi, đồng ruộng, còn bây giờ cả thấy cả cái thành phố Điện Biên trang lệ thì đều được rất mừng. Thế được chứng tỏ đời sống nhân dân của Điện Biên là phát triển. Thành phố Điện Biên Phủ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Điện Biên hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng kiến trúc được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn, đời sống của người dân đang ngày một nâng cao. Có làng và nhà nước thì giúp đỡ làm cho cái cầu vào làng làm nhà văn hóa ở trong đội 6 thanh xương ở đây. Rất là vui mừng, phấn khởi. Dân chúng tôi sẽ làm thay đổi rất nhiều. 70 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, Điện Biên đã có bước phát triển đột phá với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu vực đô thị. Tiếp tục vận động thu hút, mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng, các nhà đầu tư có năng lực về tài chính kinh nghiệm để tiếp tục tham gia nghiên cứu các dự án về phát triển đô thị, phát triển nhà ở, rồi các công trình về hạ tầng trên địa bàn của tỉnh Điện Biên. Chiến trường khốc liệt ngày nào, giờ đây được thay thế bằng những bản làng trù phú, những khu đô thị khang trang. Cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân vẫn đang tiếp tục nỗ lực để xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển. Đến trưa ngày 2 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Trong đó, gần 200 bệnh nhân vẫn đang điều trị, 52 người được xuất viện và có 2 trường hợp phải chuyển viện. Đa số bệnh nhân điều trị tại bệnh viện có sức khỏe ổn định, giảm dần các triệu chứng nghi ngộ độc. Hiện tại, bệnh viện vẫn đang tiếp tục nhận thêm bệnh nhân nhập viện điều trị. Số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải cho bệnh viện. Trước đó, ngày 30 tháng 4, sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì ở phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, các bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Ngày 1 tháng 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 5, tại khu vực bản Tà Làng Trung, xã Tu Nang, huyện Yên Châu, Bộ đội Biên phòng Sơn La chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc và Công an Sơn La bắt giữ 2 đối tượng là Mùa A Thú và Hàng A Dua cùng trú tại xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin và 48.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô, 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nối lại phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 về tình hình Palestine vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Đây là nỗ lực mới nhất của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh Mỹ hồi tháng 4 đã sử dụng quyền phủ quyết để bác dự thảo nghị quyết kêu gọi công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. Trong bức thư đề ngày 26 tháng 4, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Denis Francis đã lưu ý với các quốc gia thành viên rằng việc nối lại phiên họp toàn thể khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 vào ngày 10 tháng 5 tới là theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út, Mauritania và Uganda với tư cách lần lượt là Chủ tịch nhóm Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Ủy ban Điều phối của phong trào không liên kết tại Liên Hợp Quốc. Theo quy định, việc kết nạp thành viên mới phải được Hội đồng Bảo an khuyến nghị trước khi bỏ phiếu tại Đại hội đồng.
Vòng thứ tư Ủy ban đàm phán liên chính phủ INC4 đã khép lại với một dự thảo kỹ thuật mang tính bước ngoặt để tiến tới một thỏa thuận quốc tế có sự ràng buộc pháp lý đối với vấn đề ô nhiễm nhựa vào cuối năm ở Hàn Quốc. Dự thảo có sự đóng góp nỗ lực của hơn 2.500 đại biểu, đại diện cho 176 nước thành viên và 480 tổ chức quan sát quốc tế. Tại phiên họp này, các bên đã quyết định thành lập nhóm soạn thảo các vấn đề pháp lý tại INC5 ở Hàn Quốc, có vai trò tư vấn để xem xét các yếu tố của dự thảo văn bản thỏa thuận chung nhằm đảm bảo về mặt pháp lý. Các bên vẫn có nhiều ý kiến trái chiều như vấn đề quản lý sản xuất nhựa nguyên sinh, vấn đề liên quan tới hóa chất trong sản xuất. Các nội dung này sẽ được các bên thống nhất thế nào còn là một câu hỏi lớn mà các thành viên tham gia đàm phán phải giải quyết ở Busan. Trong bài phát biểu mới đây, giáo sư Kolotov, trưởng khoa lịch sử các nước Viễn Đông, giám đốc Viện Hồ Chí Minh tại Nga khẳng định, với chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới. Từng biết đến Điện Biên Phủ qua lời kể của người thầy của mình, cộng với sự quan tâm tìm hiểu lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, giáo sư Kolotov cho rằng lịch sử Việt Nam là lịch sử chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như một từ điển bách khoa về các trận đánh lớn trên thế giới. Theo giáo sư Kolotov, chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo nên bước ngoặt trong cả cuộc chiến với kết quả là ký hiệp định Geneva lập lại hòa bình, Pháp rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. Những ngày này tại dãy Alps Italia đang diễn ra lễ hội trình diễn ánh sáng thu hút đông đảo du khách. Với mục đích nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống, lễ hội trình diễn ánh sáng năm nay mang chủ đề về hiện tượng sông băng tan chảy. Năm nay là năm thứ 6 lễ hội ánh sáng ở dãy Alps Italia được tổ chức, có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế đến từ 17 quốc gia, với 36 tác phẩm sắp đặt trên con đường dài 3,2 km xuyên qua khu phố cổ. Các nghệ sĩ đã giới thiệu, mang đến cho người xem cái nhìn sâu sắc và nhận thức về tính nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu. Cụ thể là sự thay đổi của các tầng lớp băng khi nhiệt độ trái đất nóng lên. Là lễ hội ánh sáng lớn nhất được tổ chức tại khu vực dãy Alps. Sự kiện thường niên này luôn thu hút được rất nhiều khách tham quan và năm nay cũng không ngoại lệ. Tính đến ngày 2 tháng 5, số người thiệt mạng đã tăng lên 36 người và 30 người khác bị thương trong vụ sạt lở đường cao tốc xảy ra vào tối ngày 1 tháng 5 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và triển khai công tác khắc phục sự cố. Trong số những người bị thương, không có trường hợp nào bị đe dọa về tính mạng. Hơn 20 phương tiện trôi theo phần đường sạt xuống hố sâu bên dưới, với tổng cộng 54 người bị mắc kẹt. Cảnh sát đã phong tỏa một phần đường cao tốc ở cả hai hướng và yêu cầu các lái xe chuyển hướng. Khoảng 500 người đang tham gia công tác cứu hộ. Theo truyền thông sở tại, vụ sạt đường là thảm họa địa chất tự nhiên xảy ra do tác động của mưa lớn kéo dài. Những tuần gần đây, tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt nghiêm trọng và lốc xoáy. Quý vị và các bạn thân mến, phong trào xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa khắp các bản làng của Lào Cai. Sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng với quyết tâm của người dân đã tạo nên những vùng quê đáng sống. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đặc biệt là hệ thống đường giao thông được đầu tư, nâng cấp đã tạo động lực để người dân phát triển kinh tế. Một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh đẹp tại thôn Ải Nam, xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng để thấy được sự thay đổi đó. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày đầu tiên trở lại công việc và học tập sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày với thời tiết mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên vào đêm hôm qua và rạng sáng nay, các khu vực trong tỉnh đã hứng chịu một đợt mưa dông mạnh do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu hoạt động mạnh theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Dự báo đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, đêm về sáng trở lạnh. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng cao và núi cao của các huyện Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà, Thị xã Sapa tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc và sét đánh, đêm về sáng trở lạnh. Hiện đang là thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan dễ xảy ra. Vì vậy, các hộ dân ở vùng núi cao cần chủ động chẳng chống, gia cố lại nhà ở, chặt cây xanh có nguy cơ đổ gãy, chủ động phòng tránh thiệt hại. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.